Mấy thằng Samsung như tao đâu phải có những thằng đến cứ đâm mặt mà chỉ đi làm thôi, xong rồi sinh bệnh cũng chết mà. Nhìn bọn châu Âu thằng nào nó xây nhà to đâu, nó chỉ ăn và đi chơi thôi, nó đi trước mình 100 năm đấy, không phải là nó đi sau mình đâu.